Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn tải TikTok Trung Quốc và đăng ký tài khoản. Thì nhưng mà một số bạn vẫn gặp cái lỗi là bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi thường xuyên. Thì nguyên nhân và cách khắc phục lỗi như thế nào thì mình sẽ nói trong video này nha. Và bây giờ hãy xem video của mình. Khi các bạn gặp cái lỗi bạn truy cập dịch vụ chúng tôi quá thường xuyên là nguyên nhân là do thứ nhất là có thể là các bạn đã sử dụng TikTok Việt và có dùng cái số điện thoại đó để đăng ký TikTok Việt. Nguyên nhân thứ hai cũng có thể là các bạn cái số điện thoại này đã được đăng ký ở trên TikTok Trung Quốc rồi nhưng mà các bạn lại quên mất hay là các bạn vô tình xóa app đi, bây giờ các bạn tải lại và các bạn đăng nhập lại thì nó sẽ báo lỗi như này. Thì bữa giờ cũng mấy ngày nay rồi mình cũng muốn làm cái video này nhưng mà mình cứ đăng nhập thì nó không bị lỗi. Đâm ra mình phải làm đủ cách để cho nó bị lỗi thì mới làm được video này. Thì cũng rất là vất vả nha. Mình cũng đã phải xóa app rồi đăng nhập đi đăng nhập lại rất là nhiều lần thì nó bắt đầu nó mới bị cái lỗi này. Đó, thì các bạn xem video thì nhớ cho mình xin một nút đăng ký và một lượt like nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì bây giờ để khắc phục cái lỗi này như thế nào á, thì mình có thể thứ nhất á là mình có thể thoát tài khoản TikTok của mình ở trên TikTok Việt. Thì mình phải đăng xuất ra. Rồi, các bạn đăng xuất ra. Rồi các bạn trở lại TikTok Trung Quốc. Các bạn thoát ra cho mình luôn nha. Các bạn vô cho mình trong phần cài đặt. Bạn tìm đến ứng dụng. Sau đó các bạn tìm đến cái ứng dụng TikTok Trung Quốc nha. Đây. Và mình sẽ xóa hết bộ nhớ đệm của nó đi nha. Các bạn chọn vô bộ nhớ và bộ nhớ đệm. Rồi các bạn xóa bộ nhớ này. Xóa luôn bộ nhớ đệm. Rồi ok. Thì mình sẽ trở lại cái TikTok Trung Quốc mình đăng nhập thử lại xem sao nha. Rồi các bạn vô cho phép nữa, các bạn vô tôi. Rồi các bạn đăng nhập, chọn mã của Việt Nam nha, nó nằm gần cuối á. Đây, cộng 84. Rồi các bạn nhập số điện thoại vô. Đồng ý. Rồi các bạn đăng nhập. Vẫn bị. Thì các bạn có thể xóa số 0 đi nha. Đăng nhập lại. Rồi vẫn bị luôn đúng không? Rồi mình sẽ làm một cách khác nữa. Nếu cách này không được, mình sẽ gỡ luôn cài đặt. Các bạn sẽ gỡ luôn cài đặt của TikTok nha. Rồi sau khi gỡ cài đặt, để các bạn nhớ reset lại máy. Rồi và khi các bạn đã reset máy rồi thì các bạn cài đặt lại cái ứng dụng TikTok Trung Quốc nha. Rồi các bạn mở lên cho phép nó và đăng nhập lại nha.
Rồi các bạn nhập lại số điện thoại cũ. Rồi và bây giờ là nó sẽ gửi mã cho mình nè. Các bạn đợi, nếu mà nó không gửi mã thì có thể đợi một lúc nữa nó gửi mã lại nha. Đó, và bây giờ mình đã có được cái mã của nó rồi. Và mình nhập vô. Rồi, và bây giờ mình đã thành công nha. Ok. Đó, bây giờ mình đã đăng nhập thành công. Và đây là cái tài khoản mình vừa mới đăng nhập. Đó, các bạn có thể đổi ảnh đại diện. Đổi đổi tên. Rồi, bây giờ mình có thể cài cài mật khẩu cho mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái mật khẩu để sau này chúng ta đăng nhập bằng mật khẩu luôn, giống như trên TikTok Việt vậy. Thì các bạn vô phần vô cái ba gạch này cho mình. Rồi các bạn thấy cái biểu tượng hình bánh răng này không? Các bạn thêm hình bánh răng này vô cho mình. Đó, rồi chọn đến cái mục giống như cái hình người nè. Rồi, ở dưới cái nút màu xanh này thì sẽ có cái mục điền mật khẩu. Rồi các bạn sẽ nhập mật khẩu của mình vô. Mình nhập mật khẩu mình sẽ nhập mật khẩu vô nha. Mình cái mật khẩu này á là các bạn lưu ý nè. Đây, mật khẩu là 8 đến 20 chữ cái chứ ít nhất tổ hợp 2 chữ cái số và ký hiệu. Nhớ nha. Phải có số và chữ cái. Thì bây giờ mình sẽ nhập một cái mật khẩu vô nha. Rồi nó hiện lên màu xanh như vậy là ok. Rồi mình nhấn. Bây giờ nó sẽ gửi lại một cái mã xác nhận nữa để mình xác nhận cái số này 3907. Rồi khi mình nhập. Tám. Rồi mình nhập cái mã xác nhận vô là xong rồi đó. Và như vậy thì mình đã có mật khẩu rồi nha. Rồi khi chúng ta lỡ mà có xóa đi hay là có gì quên á thì chúng ta có thể là sử dụng cái mật khẩu để đăng nhập. Các bạn phải nhớ cái mật khẩu của mình đăng ký nha. Rồi bây giờ mình đăng nhập lại bằng cái mật khẩu. Đăng nhập bằng một tài khoản khác nè. Rồi, ok. Và bây giờ mình đã nhập xong cái mật khẩu của mình và bây giờ mình có thể cập nhật lưu lưu lại mật khẩu hoặc là không lưu nha. Thì mình sẽ không lưu. Rồi, các bạn thấy đây là cái tài khoản của mình vừa nãy mình vừa mới tạo đó. Rồi như vậy là ok nhá. Rồi và cái video của mình đến đây là hết nha. Chúc các bạn đăng ký thành công tài khoản và có thể sử dụng cái TikTok Trung Quốc này rất là hiệu quả nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.